για τον νομόσο Σιαμονάτη η Σαλεσιάνη Νομόσο ελευθεί για την αλλιώση για τρεις εδώ από τον Μέση. Voi vă pot scopi la tuoi, sarebbe il tuo scopo, va accettare come me fuori. E questo significa che dall'inizio siamo veramente fratelli e sorelle che abbiamo una storia con noi. Va di tre che va accettare la mortale, va accettare come se vediamo. Questo è importante, secondo me, perché ci parla di un cammino che sempre nel mondo dobbiamo percorrere insieme. Vai nei nel mangiamo, c'è la vera lì, vedrai la morte, il mangio poi va tutta la città, con Donghan, con Ghibu, con Sinan, sai che con vediamo. Quando dico insieme, non significa dire dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo fare le stesse cose nella stessa casa. Khi nói giống nhau và cùng với nhau không nghĩa là tất cả chúng ta là cùng chung một điều hay cùng ở một chỗ. Parlo di fare un cammino dove sia una vera realtà la comunione tra di noi. Nhưng ở bất cứ thực tế nào thực tại nào mà có sự hiện diện của chúng ta thì chúng ta cùng thực thi sức mạnh trong tình hiệp thông. Perché parlando con il consiglio generale dell'FMA io mi sono permesso di fare un paragone che mi sembra molto opportuno. Và khi nói chuyện với ban cố vấn của Giáo huấn luyện phù hộ, trả lời một cái thuật ngôn mà cha sẽ nói bây giờ. Esagia veramente. Questo paragone è per esempio come quello che io penso con la mia unica sorella che io ho. Io non vivo la vita della mia sorella. La mia sorella non vive la mia vita. Oggi io sono qui in Ho Chi Minh. Lei sicuramente in Madrid, non lo so. Và như thế hôm nay cha ở đây, chị của cha ở Madrid hoặc ở một nơi nào đó. Però c'è una vera comunione per un affetto tra fratello e sorella. Nhưng chắc chắn một điều đó là có một tình thương mến, tình huynh đệ giữa cha và chị của cha. Questa è la sfida che noi abbiamo. Tante volte crediamo che quello che dobbiamo fare è lavorare insieme. E sicuramente avremo tante opportunità nel mondo. Un campo sempre molto vicino è il lavoro con i ragazzi, con i giovani, con le ragazze. Đó là trên lĩnh vực, trên cánh đồng sức mạnh của chúng ta đó là việc cho những người trẻ nam và nữ. Però, secondo me, più profondo è questo affetto e comunione che ci porta a trovarci bene tra di noi. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là là tình thương mến, là sự hiệp thông mà chúng ta có thể tìm đến nhau và nhớ đến nhau trong lời kinh nguyện và trong sức mạnh của mình. Che fa che quando è possibile si esprime facilmente questi nostri rapporti. Và như thế khi có cơ hội để gặp nhau thì một cách rất là dễ dàng và tự nhiên chúng ta có thể thể hiện cái tình thương mến chân thành này. Allora, mie care sorelle, anche nella presenza di alcuni dei salesiani del Vietnam, il primo messaggio che io condivido con tutti voi è questo di continuare cercare una comunione tra di noi. Và với sự hiện diện của cả các anh em sa di và với chúng ta nữa, ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy tìm kiếm và xây dựng một sự hiệp thông với nhau. E dico di nuovo che non significa a volte fare le stesse cose. Điều này ngài nhắc lại một lần nữa không có nghĩa là chúng ta cùng nhau làm một điều nào đó. Però sì avere questa sensibilità
dove è possibile pensarci insieme. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta hãy tìm trong một lãnh vực nào đó, trong một thời khắc nào đó, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và làm việc. Seconda cosa che io condivido con voi, e lo faccio con questa intenzione di condividere alcune delle cose che porto nel mio cuore. Và điều thứ hai thì cha muốn nói với tất cả chúng ta là điều mà Ngài mang trong trái tim của Ngài. E che credo che sono buoni per tutti noi, sorelle, fratelli e SMB, che sono buoni per noi, FMA e SMB. Là điều mà Ngài muốn nói cho tất cả chúng ta, lên con cái phù hợp và vì Dio quello che ho chiesto ai salesiani di Dio vostro. Và để nói chúng ta điều này là con cái anh em salesiani của chúng ta. Perché credo che anche per le mie sorelle FMA è molto opportuno. Và thì chắc chắn là đây là một điều rất là ích lợi cho chúng ta nữa. Io ho detto a Diego, fratelli salesiani, che dobbiamo veramente mostrare che siamo felici. Ngài nói với anh em của chúng ta là một cách chân thành và thật sự chúng ta phải diễn tả ra bên ngoài chúng ta là những người hạnh phúc. Non siamo religiosi o religiosi per lavorare. Chúng ta không là những tu sĩ nam nữ của công việc. Nessuno di noi, e nessuna, viene all'istituto soltanto per lavorare. Không ai trong chúng ta đến tu hội là chỉ để làm việc. Tutti possiamo trovare tantissimi posti dove lavorare e anche fare il bene. Chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều chỗ, nhiều nơi mà đó chúng ta đi làm việc được. Siamo venuti all'istituto a congregazione, crediamo che ascoltando Dio, cercando di fare il bene. Còn chúng ta khi đến trong vào trong tu hội, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm thánh ý Ngài và làm những điều tốt đẹp. Però cercando di trovare la felicità. Tuy nhiên điều cần phải tìm kiếm đó là niềm hạnh phúc và chúng ta thực sự hạnh phúc. Perché questo è il desiderio più profondo che abbiamo le donne e gli uomini nel mondo. Và như thế đây là điều quan trọng đối với những người trên thế giới và chúng ta hạnh phúc. Alcune spiritualità nei secoli precedenti proponeva una vita di sacrificio semplicemente. Và một số nhà tu hành ở những thế kỷ trước đã đề một cái lối sống đó là một lối sống của hy sinh, của sự đơn sơ. Però il sacrificio non è il nucleo della nostra spiritualità salesiana. Tuy nhiên, sự hy sinh, tinh thần hy sinh không phải là trọng tâm của đời sống và linh đạo của chúng ta. Il sacrificio viene con la vita stessa, viene con tanti momenti di stanchezza, di lavoro, di non comprensione. Trong cuộc sống thực tế, hy sinh tự nhiên đến với chúng ta trong những hoàn cảnh, trong những thực tế của đời sống hàng ngày. Però siamo chiamati a testimoniare una felicità vivendo la nostra vita. Và nhưng mà người gọi cho ân gọi của chúng ta đó là chúng ta thực sự hạnh phúc khi sống ân gọi của mình. Allora, davvero, carissimi consorelli, che questo è un tema che non dobbiamo dimenticare. Và các chị em thân mến, đây là điều mà cha xin chúng ta không được quên. Io dico ai miei salesiani, non è sufficiente collaborare. Và Ngài đã nói với các anh em salesiani, không đủ khi chúng ta chỉ có làm việc. Neanche con fare il bene. Và cũng không đủ khi chúng ta chỉ làm những điều tốt. Dovrebbe essere vero questo di mostrare con la nostra vita che veramente è una vita di felicità. Ma chúng ta thật sự phải diễn tả ra bên ngoài bằng chính đời sống của mình rằng chúng ta thật sự hạnh phúc.
credo che si capisce, no? Non ho bisogno di dire di più, vero? Si capisce? Allora, una prima sfida, e davvero che mi sembra molto preziosa. Ma che sfida? Questa è la prima sfida che abbiamo, che mi sembra preziosa. Ma davvero, come la bocchia, la sfida tutta veloce, tutta... Vi dirò un secondo l'evento che dico in tutto il mondo salesiano. Un secondo punto. Ah, ma perché l'intera è già adesso, lui ci dà. E anche è un invito a noi per fare un contrasto, per contrastarci. Ho detto ai miei confratelli, cari confratelli, abbiamo bisogno di una congregazione di uomini più maturi. Chúng ta phải trở nên ngày một hơn, một hội dòng của những người phải trưởng thành hơn mỗi ngày. Thì lúc sống đi nó có sẵn đó là abbiamo bisogno di più maturità nella nostra vita. Và đây cũng là điều mà cha nói với các chị em là chúng ta trở thành lớn hơn mỗi ngày trong hội của mình. Perché sono lì nó questo della maturità umana. Vi dirò perché. Perché voi sapete come me che tante volte i nostri problemi sono problemi per le cose piccole. Sapete come me che i nostri problemi come religiosi non sono grandi problemi di vita come a volte ha la gente. Và một lần nữa thì khẳng định là những vấn đề của chúng ta rất là nhỏ, nó rất là xa với những cái vấn đề rất lớn của người ta sống ở bên ngoài. A volte abbiamo il rischio di fare problemi grossi per piccole cose che non hanno forza, che non sono motivo per creare un problema. Và đôi khi chúng ta quan trọng hóa là trở lớn những vấn đề nhỏ, rất nhỏ của chúng ta trong cuộc sống. Di quale cosa ci parla questo? Ci parla di un cammino di maturazione che dobbiamo fare per tutta la vita. Điều này gọi là chúng ta phải thực hiện một hành trình của sự trưởng thành trong từng giây phút của đời sống chúng ta. A volte per mancanza di maturità, che mi dispiace che un confratello o sorella non mi ha salutato. Và đôi khi chúng ta cái buồn có vấn đề khi một người chị em không có chào chúng ta. A volte ho giudicato una mancanza di delicatezza un spazio che ha avuto un confratello, una sorella. Và nhiều khi chúng ta xét ra những hành vi thiếu cái gì nào đó có một hành vi rất là nhỏ anh chị em của mình. A volte mi sento geloso, gelosa per questo, per quello. À, đôi lần chúng ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy buồn vì điều nọ, vì điều kia trong cuộc sống. Di quale cosa ci parla questo? Ci parla di maturità. Tất cả những điều này mời gọi chúng ta đến sự trưởng thành. Allora, davvero che mi sembra che questa è sempre una proposta sempre attuale per l'istituto per la congregazione. Và cha cảm nhận đây là một lời mời gọi, đó là một lời mời gọi thật sự cho đời sống của chúng ta và cho tu hội của chúng ta. È una proposta non perché non parlano bene le cose, ma perché sempre avremo bisogno di fare questo cammino. Đây là một lời mời gọi cần thiết bởi vì nó luôn cần cho hành trình của chúng ta. Terzo punto che ho condiviso tantissimo questi giorni con i miei confratelli. Và điều thứ ba cũng là điều mà trong những ngày này cha cũng đã chia sẻ rất nhiều với các anh em salesiani. Ringraziamo al Signore per questo miracolo della forza.
Chiesa del Vietnam. Cảm ơn Tạ ơn Chúa vì ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban một cái phong phú cho giáo hội tại Việt Nam, một cái duyên cho cái giờ của chúng ta. Ho visto che l'anno 75 sono rimaste 10-11 con sorelle nel Vietnam. Và như vậy thấy thì sau năm 1975 chị em chúng ta là 11 chị em đầu tiên trong các hoàn cảnh khó khăn ấy. 32 anni dopo siete 240 anno 75 no? 25 42 anni. 42 anni dopo la realtà è molto diversa. Và 42 năm sau đó một cái thực tế đã hoàn toàn thay đổi. Io mi permetto di essere un po' preventivo e critico con voi e vi dirò perché. Và mình suy nghĩ một chút và thắc mắc một cái trên cái sự phát triển của tâm hồn này. Abbiamo tante vocazioni nel Vietnam perché i salesiani e l'FMA del Vietnam sono veramente migliori che gli altri? Sono migliori essere di FMA che in altre parti del mondo? Ở Việt Nam có nhiều ơn gọi như thế, không phải không biết có phải vì là người con đất thành phố ít hơn cái đó chúng ta hơn những dòng khác thì thế không? Non so cosa ha detto, però davvero crediamo, so che non lo credevo, crediamo che noi siamo il profilo del vero SDB FMA e per questo abbiamo vocazioni. Có phải là vì chúng ta trong cuộc sống chúng ta trở thành những người có đức mẹ phù tốt là để có thể kêu mời và cứu những người khác theo chúng ta không? Non voglio essere poco delicato, però gli dico di no. Ngài muốn là điều là để xét tới chuyện này nhưng mà thì lý do là không. Quando le ispettorie non hanno vocazioni, non è perché i confratelli o le consorelle non vivano autenticamente. Khi mà những tín đồ ngày càng ít tên gọi, điều này cũng có nghĩa là các anh em hoặc các chị em chúng ta không sống một cách chân thực cái ơn gọi của mình. È una realtà molto più complessa. Nhưng là một thực tế phức tạp hơn. Dove anche la storia del paese dice tanto. Và đó cái lịch sử của vùng miền nó tác động rất nhiều. Vi darò un esempio lontano per voi. Ngài sẽ cho chúng ta một ví dụ nơi rất xa chúng ta. 25 anni fa la Polonia provvedeva del regime comunista e aveva tantissime vocazioni. 25 anni qua Polonia dưới chế độ cộng sản nhưng mà Polonia có rất nhiều ơn gọi. I salesiani, per esempio, le quattro ispettorie avevano 120 novizi. Và với bốn tín đồ của các anh em Salesian là có đến 128 học sinh. Le FMA avevano 85 novizi. Và với cái chế độ nhà của có 85 học sinh. L'anno scorso i salesiani della Polonia hanno avuto 5 novizi. Và năm vừa qua ở Bologna chỉ có 5 học sinh. Significa che già non sono buoni salesiani? Điều này có phải nói rằng là các anh em của chúng ta đã không có tốt không? Evidente che sono altre ragioni quelli che si fanno presenti. Có rất nhiều lý do khác tác động để làm sự suy giảm của con người. Allora perché vi dico questo? Per scoraggiarvi? Ma tại sao là ngày đó thì này? No. Però vi dico questo per vivere con molta coscienza questo momento storico. Nói như vậy là chúng ta
cái giây phút hiện tại cho cuộc sống của chúng ta. Per esempio, per dirvi, come ho detto ai miei anziani, che abbiamo più bisogno di discernimento che mai. Abbiamo bisogno di profondo discernimento vocazionale. Và trong những thời khắc này chúng ta cần đến một sự nghiệp phân sâu xa hơn gọi. Abbiamo bisogno di un vero accompagnamento in tutta la formazione. Và chúng ta cần một sự đồng hành trong suốt quá trình đào luyện. Abbiamo bisogno di aiutare sempre ai giovani, alle giovani a scoprire le profonde motivazioni che ci sono nel cuore. Và chúng ta giúp cho những người trẻ cứ theo ơn gọi xác định được và tìm ra được nguyên nhân sâu xa để thúc đẩy họ bước đi trong ơn gọi. E facendo questo, ringraziamo a Dio per questa fecondità vocazionale. Khi nói điều đó thì chúng ta tạ ơn Chúa vì cái sự phong phú mà hôm nay gọi đi Chúa đã cho ban cho chúng ta. Vedete che le due cose sono possibili e vanno della mano. Và đó là một điều ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Autenticità, autenticità. Questo è italiano, eh? Autenticità e radicalità e allo stesso tempo è questa chiamata forte. Và chúng ta cần sống cái sự chân thật và rất là sâu xa trong cái ơn gọi của chúng ta. Per ultimo, e già basta, quarto. Per ultimo, questo che io so che sempre, sempre ci diciamo, qual è il nostro cammino nella missione salesiana? Đâu là cái hành trình trong ơn gọi salesian của chúng ta? Miei cari sorelle, non mi stancherò di dire, di dirvi, e dire ai salesiani questa profonda convinzione. Cioè, không mệt mỏi khi mà nhắc đi nhắc lại với các anh chị em, với tất cả chúng ta là cái điều mà cha xác định rồi. Abbiamo bisogno di avere i occhi aperti e le orecchie aperte alle chiamate di oggi, del bisogno di altri oggi. Chúng ta phải là những người rộng mở tầm nhìn, rộng mở trong suy nghĩ, rộng mở trong con tim để nhận ra được những nhu cầu của thực tế của những người khác đang mời gọi chúng ta. Dico in tutto il mondo, per esempio ai nostri confratelli, attenzione a non fare soltanto quello che abbiamo imparato a fare. Chúng ta phải lưu ý chúng ta không chỉ làm những gì chúng ta đã được học. Di nuovo sottolineo questo perché è molto importante. Possiamo credere che fedeltà significa fare quello che hanno fatto prima. Và cái sự đó là một phần cái sự trung thành cho gọi chúng ta đó là chúng ta làm được những gì mà những người đầu tiên đứng trước mặt của chúng ta đã làm. E perché dico questo? Perché veramente è la grande sfida che abbiamo come salesiani e servi e fermi. Nghe nói điều này thì đây là một thách thức lớn cho tất cả chúng ta salesian cũng như con nghề phù hộ. Dare oggi la vera risposta che si aspetta di noi. Điều quan trọng là chúng ta phải có những người đáp ứng những câu trả lời thực tế trong cái thực tế ngày hôm nay. Vi spiegherò questo con un esempio che mi ha colpito tanto nei nostri confratelli e consorelle in una parte dell'Africa. Ngài sẽ cho một ví dụ ngài đã được tác động trong đời sống của các anh em các chị em của chúng ta ở một phần nào đó châu Phi. L'anno scorso, per la festa di Composto, Don Orazio e me siamo andati a Sierra Leone e dopo Ghana, la fine. Hồi đó, sau trong cái ngày lễ Don Bosco, sau thánh lễ, ngài đã tham dự buổi lễ Ghana. Ghana. Ghana è una nazione dell'Africa. Sì.
Sierra Leona, Ghana. Bene. Mi ha colpito tanto questo che vi racconto adesso. In Sierra Leona soltanto ci siamo noi esseri vivi. A Ghana siamo insieme FMA esseri vivi. Và chúng ta đã đấu thì ở Ghana đó thì có cái cho xây dựng và có những cái đồ. Comincio a Sierra Leone. Comincio a dare l'esempio di Sierra Leone. Se adesso si spiega questo, la vita è grazie a tutti i figli di un mezzo. Dico così. No, molto bene. Un altro che... Vedo anche a Barbara che fa lo stesso. Quando ha difficoltà vuole lasciare il microfono. Allora, dico questo. I nostri confratelli in Sierra Leone potevano dire andiamo a fare una scuola. Ma posso dire una cosa? Scusa, mi ha detto. Perché? Per noi è assai facile fare una scuola. E anche a Ghana le nostre sorelle potevano dire che vengono a fare una scuola per le ragazze, hanno bisogno. Perché c'è più giusto da noi, da un momento che è più giusto da un momento che è più giusto. E anche sarebbe giusto, per uno dire bravissimi i salesiani e le FMA che fanno una bella scuola per i ragazzi bisognosi. Però i nostri confratelli e consorelle non hanno fatto questo. Hanno detto qualche cosa come questa. Da dove vengono i gridi dei ragazzi oggi? Vengono i gridi, grido, oh! Sì, perché i gridi sicuramente non erano dateci una scuola. E allora la risposta in Sierra Leone è stata questa. Freetown, capitale di Sierra Leone. Freetown, capitale di Sierra Leone. È una città. Allora, in quella capitale hanno detto ci sono tanti ragazzi della strada, andiamo a cercare i ragazzi della strada. Secondo, a 400 metri della casa salesiana c'è una carcere con 1600 persone. Và ở gần cái nhà xây có một nhà tù, ở đó có biết 1.600 tù nhân. Tra queste 1.200 sono giovani. Và những người như này thì có 1.200 là những người trẻ. Hanno detto, andiamo a lavorare in carcere. Và cái ta, chị em của chúng ta nói là chúng ta đến nhà tù đó để làm, để giúp đỡ họ. Terzo hanno detto, ci sono tante ragazze sfruttate sexualmente. Và họ nói tiếp là trong thành phố này cũng có rất nhiều thiếu nữ bị lạm dụng tình dục. Dobbiamo abilitare un telefono per il recupero per andare a trovare a queste ragazze. Và chúng ta phải có phương pháp để có thể đến tìm kiếm họ và giúp họ trở về cái
quanto allo stesso tempo è venuta l'epidemia dell'Ebola con tante morti Ebola. Và trong thời gian đó có một cơn bệnh dịch làm cho nhiều người chết. Hanno detto rimaniamo qui con gli orfani dell'Ebola. Và như thế chúng ta ở lại đây để có thể chăm sóc những người con mà đã mất cha mẹ và mồ côi vì cái cơn bệnh dịch này. Un anno fa noi abbiamo trovato nella Cassa Salesiana di Fritano questo. Và những năm vừa qua thì Ngài đã tìm thấy cái thực tế như thế cho một nhà sa nhân ở Kim Phạm. Una ottantina di ragazzi raccolti per la strada. Và rất là nhiều các bạn trẻ đường phố được đưa về chăm sóc. 38 ragazze piccolini o adolescenti sfruttate sexualmente. 38 nữ vị thành viên bị xâm hại tình dục được đưa về để chăm sóc. E portate alla casa salesiana per avere sicurezza e educazione. Họ bị mang về đó để được chăm sóc đồng hành và để phục vụ nhân phẩm và bảo vệ. In quel momento 20 orfani dell'Ebola, altri 80 già erano così nella società. Và trong đó có 20 em trẻ mồ côi là con của những người đã bị cơn bệnh dịch. Per ultimo, tutti gli anni visita alla carcere dove siamo andati noi e abbiamo trovato accogli i giovani. Và mỗi ngày họ đã đến để thăm viếng các tù nhân trong cái nhà tù mà mình cha nó. E quando andiamo là le nostre sorelle hanno una casa per le ragazze della strada. Và ở đó cái chị em của chúng ta cũng có những cái nhà để dành cho các trẻ nữ đường phố. E al fianco i nostri confratelli hanno una casa per i ragazzi e ragazze trovate e che erano come schiavi per la estrazione di organo vitale, di organo vitale. No? E ragazzi che avevano il rischio di perdere la vita per l'estrazione di qualche organo vitale. Gần đó bên của chúng ta cũng có một nhà để tiếp nhận những em mà nó trong cái sự nguy hiểm bị gọi là buôn bán nội tạng. Bene, con questi esempi si capisce quello che voglio dire di da dove vengono i gridi dei ragazzi. Với cái ví dụ vừa rồi thì một cách có thể chúng ta dễ hiểu hơn với điều mà nãy ta nói là từ đâu đến với chúng ta những cái tiếng gào thét của giới trẻ ngày hôm nay. Lì una scuola sarebbe bella. Ở đó có một ngôi trường cũng có thể là tốt đẹp. Però non per questi ragazzi e ragazze più bisognosi. Tuy nhiên nó không cần mà cũng giúp được gì cho những người trẻ nữ và nam cần giúp đỡ hơn. Bene, perché vi dico questo, cari consorelle? Và điều này cho tôi nói với chị em. Perché per ultimo il mio invito è sempre questo. Dobbiamo avere la capacità di chiedersi cosa dobbiamo fare oggi. Điều quan trọng là chúng ta luôn luôn tự hỏi là điều gì chúng ta phải làm cho cái cuộc ngày hôm nay. Ho detto ai miei confratelli salesiani, dovete chiedervi cosa dobbiamo fare oggi nel Vietnam? Và ngày hôm nay nói về các anh em là điều gì chúng ta phải làm hôm nay ở Việt Nam. Per esempio, cosa dobbiamo fare più al nord dove hanno più bisogno di noi? Ví dụ như là chúng ta tự hỏi điều gì chúng ta có thể làm hơn được, làm được cho ở miền Bắc Việt Nam cho những người cần đến chúng ta. Dopo troveremo la risposta o non troveremo la risposta. Sau câu hỏi đó, chúng ta có thể tìm được hay không tìm được câu trả lời. Però avere questa capacità di ascoltare la vita è molto importante. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là chúng ta có một cảm thức, một cái kinh nghiệm để chúng ta mở rộng lòng để lắng nghe thực tế xung quanh chúng ta. Concludo per ultimo.
questo ci dice Papa Francesco. Voglio mai potete farsi con noi città. Quando Papa Francesco invita la vita religiosa a svegliare il mondo, cosa dice? Khi ngài mời gọi các người sống đời thánh hiến trên thế giới, ngài đã nói điều gì? Tanti sanno, tanto italiano che è un pericolo questo. Sì, è vero. Allora, quando Papa Francesco ci dice questo, non ci dice svegliate al mondo rimanendo tra le vostre mura, religiosi e religiosi. Để thức tỉnh thế giới, chúng ta phải ở lại trong những bức tường. Không được ở lại trong những bức tường. Ci dice, svegliate il mondo con la vostra maniera di vivere, di mostrarvi e di servire. Chúng ta phải thức tỉnh thế giới bằng đời sống của chúng ta. Chúng ta mở ra và bằng sự phục vụ của chúng ta. Allora io vi desidero veramente questo perché avete una scrittoria giovane, bella e con tante possibilità. Ngài nói điều này vì chúng ta là một tỉnh giàu trẻ và chúng ta có rất nhiều cơ hội và sự cần thiết. E questo che sembra soltanto una benedizione. Và đây nó luôn là một phúc lành của Thiên Chúa. È una benedizione. Ma è una più grande responsabilità. Là một phúc lành nhưng cũng là một trách nhiệm rất lớn dành cho chúng ta. Bene. Basta. Sono state quattro cose che non dimentico, Và nói như vậy có bốn điều mà chúng ta không được quên. Vedete che posso fare l'esame adesso, Và ngài có thể hỏi chúng ta cái điều gì ngay bây giờ. Bene. Soltanto io condiviso alcune delle convinzioni più preziose o forti che porto con me vedendo la congregazione e anche l'istituto nel mondo. Đó là những điều, những xác tín mà ngài có trong chính tâm của mình. Ngài muốn chia sẻ điều này cho tất cả các chị em. Per ultimo, le figlie di Maria Auxiliatrice sono felici, felice in Vietnam? Ngài hỏi chúng ta có phải là những con thế hệ của hồn hạnh phúc của Việt Nam được không? Sì. Vedete che vedo, vedo il volto, non sì, sì, no, vedo il volto. E le novizie e postulanti sono felici? Cái tập sinh và các tập sinh hạnh phúc không? Sì. Più convincente. Bene, grazie. Grazie per questo momento di condivisione. Grazie. Đó là cái dấu chỉ của cái sự cảm ơn và cái sự liên thông này.
secondo me, dare una testimonianza di unione tra noi a gente. Chúng ta không phải làm chứng cho tất cả mọi người về sự nghiệp con này của chúng ta. Per esempio, un giorno come ieri come oggi è un segno bello di comunione tra noi. Ví dụ như ngày hôm nay nó cũng là một dấu chỉ cho cái sự nghiệp công này. Dopo significa lì dove ci sono delle possibilità pensare in quali cose possiamo condividere azioni, iniziative pastorali. Và tiếp theo đó chúng ta cũng phải suy nghĩ xem đâu là những hoạt động mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Per esempio, se ci sono alcune cose della pastorale giovanile dove possiamo pensare insieme, questo è un bene. Ví dụ như trong công việc phục vụ, chúng ta xem có những cái gì đó chúng ta có thể cùng nhau nghĩ và cùng nhau làm. Dopo le persone responsabili cercheranno di vedere come fare nel dialogo e nella fraternità. Rồi sau đó thì những người phát học cũng tìm cách xem để có thể làm gì đó trong cái tinh thần vấn đề. Tutto, devo dire, voi siete, vi trovate lì, noi ci troviamo qui. Và chúng ta có thể nói rằng họ thì hiện diện ở đó và chúng ta thì hiện diện ở đây. E questo che ho detto qua non c'è l'affetto tra fratelli e sorelle. Dopo si trovano i momenti per esprimere questo. Và nếu như có niềm tin nhẹ của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tìm được cách thức để mà làm việc với nhau và diễn tả với nhau. Vi ricordo di nuovo quello che ho detto della mia sorella. Tôi cũng nhắc lại với các chị em rằng cái kinh nghiệm giữa tôi và chị gái của tôi. Possiamo non perderci del tempo e sentire che ci sono tante cose belle che ci uniscono. Tuy rằng chúng ta không thể thấy được bằng nhau nhưng có rất là nhiều điều có thể nối với chúng ta. Il punto di partenza deve essere la convinzione di che questo è buono. Chúng ta phải khởi đi từ một điều xác định rằng đó là điều cần thiết và tốt đẹp. Allo stesso tempo è evidente che questo soltanto è possibile con un mutuo e sempre delicato rispetto tra noi. Điều này được thực hiện thì chúng ta phải luôn luôn xác định rằng chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Secondo. Thưa cha, con cảm thấy là sự hiện diện của cha giống như là sự đến thăm của Thiên Chúa đối với chúng con. Con và điều thứ hai con xin hỏi là con ở với em sinh viên nên là con có khá nhiều những cái bức xúc về bên họ. Có một là số em sinh viên đang tìm hiểu ở họ nhé, thì xin cha chỉ cho chúng con một số những cái kỹ thuật, những cái thủ thuật làm sao để có thể nhận diện được ơn gọi đấy, em sinh viên đấy nhé. Bene, anzitutto, cari consorelli, io credo che anzitutto siamo educatori, educatrici dei giovani, delle ragazze. Non dobbiamo dimenticare mai che questa è la essenza della nostra vocazione. Che vuol dire la finalità della nostra vocazione non è trovare altre religiose. Và để hiểu rằng là cái mục đích tối hậu của chúng ta không phải là đi tìm những người tu sĩ khác. Questo dopo è un dono di Dio. Và sau này thì nếu có đến thì đó là hồng ân của Chúa. Però è bellissimo sentire che noi possiamo accompagnare la vita dei nostri ragazzi e ragazze. Nhưng rất là thực tế khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đồng hành với đời sống của những người trẻ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Vedete che ho detto una parola che mi sembra chiave, accompagnare. Cái từ rất là quan trọng và cha nhớ như tất cả các chị em đó chính là đồng hành.
che significa avvicinarsi ai giovani senza nessuna finalità personale. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta gần gũi với những người trẻ một cách vô tư, không nhằm mục đích gì khác. Significa avvicinarsi ai giovani secondo la sua situazione di vita. Điều này có nghĩa là chúng ta gần gũi với những người trẻ. In questo senso. Sì, ripeto l'aria. Dico di nuovo, allora accompagnare ai ragazzi nella sua situazione personale di vita. Allora, questa è con le ragazze o i giovani universitari. È verissimo, secondo me, fare quello che abbiamo detto il primo giorno con i giovani. Điều đó rất là đúng khi mà cha đã nói với những người trẻ trong cái buổi gặp gỡ đầu tiên. E questo aiutare a quei giovani a scoprire il sogno di Dio per loro. Chúng ta giúp cho những người trẻ khám phá ra giấc mơ của Thiên Chúa ở trên cuộc đời của họ. Chiedete anche con loro qual è il sogno di Dio per ciascuno. Chị hãy chất vấn rằng đâu là giấc mơ của Thiên Chúa trên những người trẻ mà chị đang đồng hành. E quando ci avviciniamo ai giovani così, vi dirò un altro sogno di te, bellissimo. E như vậy thì rất là tốt, các chị em thân mến ạ. Prima perché ci sentiamo liberi, liberi. Như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy là những người rất tự do. Secondo perché mai avremo una delusione sia qual sia la risposta. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng dẫu câu trả lời của người trẻ trên cuộc đời của họ không có hợp với những gì chúng ta mong đợi. Perché il nostro desiderio è aiutare a questi giovani a trovare la sua strada della vita. Bởi vì công việc của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta là giúp cho những người trẻ khám phá ra con đường của họ. Immaginatevi che una giovane mi dice che ha una vera vocazione per essere sposa e mamma. Các bạn hãy tưởng tượng xem, nếu như một người trẻ diễn tả ước muốn của họ với chúng ta là họ muốn trở thành một người mẹ. Noi dobbiamo aiutarla a maturare questo progetto di vita. Chúng ta phải giúp cho họ để họ có thể trưởng thành một ước muốn hay kế hoạch này của đời sống họ. Perché anche questa è una vocazione. Bởi vì cả điều này cũng là một ước muốn đó. La vocazione al matrimonio e alla maternità non è qualche cosa naturale. Bởi vì ơn gọi để trở thành trong đời sống gia đình và trở thành mẹ nó không phải là một điều rất tự nhiên. È una chiamata così il progetto di Dio come la nostra. Nó cũng là một kế hoạch của Thiên Chúa giống như kế hoạch của Ngài cho đời sống đất ngọt của chúng ta. Allora di nuovo dico, aiutare ai giovani a trovare la sua vocazione nella vita è quello più prezioso che possiamo fare. Và cha nhắc lại, việc mà giúp cho những người trẻ tìm ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ là điều đáng quý nhất mà chúng ta có thể làm. In questo vi invito anche a lavorare sempre con le ragazze e i ragazzi di più età. Vì điều này cha kêu gọi tất cả các chị em cũng hãy làm việc với những phụ nữ nữ hay những người nữ mà tuổi đã lớn. Especialmente accompagnare loro. Và đồng hành với họ. Però per ultimo, a volte ci sono giovani che ti dicono che cercano qualche chiamata di Dio. Và cũng phải là thường có những người trẻ nói với các chị em là họ đang tìm kiếm lời mời gọi của Thiên Chúa. Ottimo, ringraziamo a Dio per questo dono. Tuyệt vời lắm, chúng ta hãy cảm ơn Thiên Chúa. E dobbiamo fare un più grande discernimento come ho detto prima. Và chúng ta sẽ phải làm một cái sự phân tích rất là chín chắn. Dobbiamo per esempio ritornare a capire come la nostra vita è una vita con Dio e di servizio. Và hãy nói với họ rằng đời sống của chúng ta là đời sống kết hợp với Thiên Chúa và của việc phục vụ. Questo
scoprire che la nostra vita non può essere soltanto cercare sicurezza. Và đời sống của chúng ta không phải là đi tìm sự đảm bảo và an toàn thôi. E scoprire che nell'esperienza di donazione loro si sentono molto felici e bene. Và nói với họ rằng trong cái việc phục vụ đó thì họ sẽ là những con người hạnh phúc. Questi sono elementi di discernimento vocazionale. Và đây là những yếu tố để mà phân tích và đồng hành với họ. Sensibilità per Dio. Sự nhạy cảm về Thiên Chúa, cảm thức về Thiên Chúa. Capacità per veramente valutare la fraternità tra noi. Khả năng sống đời sống cộng đoàn của mình. E dopo portare molto nel cuore il servizio e ai ragazzi. Tra di voi non è lo stesso, però io dico ai salesiani, attenzione a quelli che soltanto cercano di essere preti. Với các chị em thì cha không có nói điều này, nhưng với các anh em sang lên riêng ấy, thì nói với các anh em sang lên riêng là hãy chú ý những ai mà chỉ đến để làm đi ngủ. Perché ci sono giovani che cercano di essere preti soltanto e vengono con i salesiani. Bởi vì có những người trẻ họ chỉ có khát khao được trở thành linh mục thôi và họ là đến với các anh em sang lên riêng. Questo è un sbaglio. Cái này không có đúng rồi. Noi non siamo una congregazione di preti. Chúng ta không phải là một tu bộ của siamo salesiani di Don Bosco per i giovani. Il 90% siamo preti, il 10% laici. Dirò di più una cosa molto scandalosa, vi chiedo perdono. Ha detto il 30 di novembre il Papa Francesco che il più grave problema della Chiesa è il clericalismo. Il più grave problema della Chiesa è il clericalismo. Grazie per l'aiuto. Attenzione perché questo è molto profondo. Se il Papa ci dice che questo è il più grande problema della Chiesa, parla di qualche cosa che non è vera secondo il Vangelo. Nó là vấn đề lớn bởi vì nó không theo đường lối của ông. Parla di quelli che credono che sono preti per comandare e avere potere. Bởi vì nó nói đến những linh mục mà chỉ có ngôn tử quyền lực. Bene, attenzione, perché a volte le religiose possono avere qualche modo di clericalismo. Hãy chú ý bởi vì ngay cả các nữ tu sĩ cũng có những cái tư tưởng như thế này. Detto un altro modo, noi siamo nati per servire. Cha nói một cách khác, chúng ta được sinh ra là để phục vụ. E questo è un elemento di discernimento vocazionale fondamentale. Đây là yếu tố rất quan trọng để tôi đi hơn nữa. Anche con i giovani universitari. Ngay cả với các sinh viên mà chúng ta đồng hành. Hai sufficienti criteri, cari città sorella? Chị thân mến, như vậy chị đã có đủ các chỉ tiêu để đồng hành với chưa ạ? Grazie.